Dạ vâng, chào các bác nhé. Hôm nay là mùng 6 em khai trương bán lại. Đấy, em lên sóng quay cho các bác xem những con âm ly ha, lọc và đẩy. Đấy, và có cặp bốt 301 AV monitor này các bác này. Đấy, và những mặt hàng này thì em cũng xin phép là giảm giá một ít ha. Đấy, lì xì đầu năm cho các bác. Đấy, có những món là giảm giá tận 1 triệu các bác ạ. Đấy, từ 300, 500, 1 triệu ha. Rồi, đầu tiên em quay cho các bác xem cái con lọc này trước này. Đây là con lọc Victor CA 40. Đấy, một dòng lọc rất là hay của hãng Victor ha. Những con này thì các bác có thể vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke rất là hay. Bass mid chép lên nhiều các bác này. Tiếng thì sạch sẽ ha. Những dòng xe thì cực kỳ hay rồi. Rồi, và các bác xem mỗi vế là 7 cần chỉnh này. 7 cần chỉnh ha. Mặt mũi là còn siêu đẹp luôn các bác cùng xem. Rồi, và đây là phía trên nắp lưng. Và tiếp theo là bên trong nội thất đây. Đây, bên trong nội thất của con lọc ha, tất cả là còn đẹp xin hết. Đây các bác xem phía mặt này, rất là mới ha, đẹp xin nguyên bản hết. Rồi, và đây là phía sau của lọc đây. Rồi, đường vào các bác này, đường in này, đường vào, đường out này, đường ra ha. Con này điện 100V, hàng nội địa Nhật này, công suất tiêu thụ 9W và made in sao băng đây. Rồi, con lọc Victor xe 40. Đấy, bình thường nó tầm 4 triệu rưỡi ha. Hôm nay khai xuân em bán con này 4 triệu đồng các bác này. Đấy, 4 triệu đồng ha. Và em bao ship toàn quốc. Đấy, 4 triệu đồng bao ship toàn quốc ha. Rồi, và tiếp theo là con âm ly Onkyo. Onkyo các bác này. Và cái model của nó là A755MK 2 la mã xẹt 70. Đấy, con này mặt mũi thì cũng siêu mới luôn. Đấy, chơi được ABA cộng B này, bát chép ba lăng đây, lâu nét này các bác này. Giải tần bát chép đây ha. Đấy. Volume đây, những đường vào đây. Rồi, và tiếp theo là phía trên đây. Con này thì đẹp và xuất sắc rồi, các bác cứ yên tâm. Đấy, nắp lưng cũng còn mới lắm. Đây. Rồi, và tiếp theo là bên trong nội thất đây. Đấy, bên trong thì em bao xin tuyệt đối ha. Chạy 4 sò sắt này các bác này. Ở đây hai con ha. Ở đây hai con. Đấy, cái nguồn thì nó hơi chóc sơn tí xíu, nó để rỉ ha. Đấy, tổng thể bên trong nội thất. Đấy, tất cả là nguyên bản hết. Rồi, đây là phía sau của âm ly. Rồi, con này có rề out cho các bác làm rề này, những đường vào đây, tuner AUX 1, AUX 2 này. Rồi, và con này thì điện 100V, công suất 91W ha. Hai cầu loa đây, AB, trở kháng 8Ω các bác. Rồi, Onkyo 755MK 2 la mã xẹt 70. Rồi, con này là 2 triệu rưỡi các bác này. Đây, giá đầu năm ha, 2 triệu rưỡi con này là em bao ship này. Và tiếp theo là cặp loa Bose 301 AV monitor. Rồi, cặp này thì các bác cùng xem ha. Thùng vắt thì còn đẹp lắm. Đây là cái ở phía trên này. Đây là cái dưới này. Đấy, những cái tuyến đề căng thì còn cực kỳ đẹp rồi. Đây em mở cho các bác xem bên trong tuyến loa. Đấy, Bose 301 AV thì rất là cao cấp ha. Nó cao cấp hơn cái dòng 301 CD3 nữa các bác. Bản này là bản kỷ niệm. Đấy. Thùng nó nặng hơn ha, thùng nặng hơn. Đây, những cái tuyến đề căng thì còn rất là mới rồi. Rồi, và em sẽ mở nốt cái bên kia là quay những cái tuyến loa cho các bác xem. Dòng này thì các bác có thể vừa nghe nhạc ha, vừa hát karaoke, rất là tốt. Đấy, chất âm của Bose thì các bác khỏi chê rồi, rất là trung thực. Đây là cái bát ở trên ha, bát 20. Rồi, và đây là cái bát ở dưới đây. Xin cả gần luôn, đấy, gần gần zin luôn ha. Tất cả là xin tuyệt đối. Rồi, và đây là chép đây. Đấy, một loa hai chép. Rồi, và đây cũng vậy. Chép là chép bọc từ hết. Cái củ bên trong có bọc từ các bác, dòng AV ha. Củ bọc từ hết. Rồi, và tiếp theo là đây, ở phía trên đây. Thùng còn cực kỳ mới nên các bác cứ yên tâm. Đây là phía sau. Rồi, và cái thông số thì các bác cùng xem đây nè, Bose 301 AV monitor ha. Đấy, dòng này dòng Mỹ nồi rồi, các bác yên tâm, trở kháng là 8 ohm. Đấy, công suất thì không có đề,
Đấy, nhưng mà bốt 301 thì tầm 150W một thùng ha. Rồi, bốt 301 AV, cặp này thì còn đẹp lắm. Các bác vừa xem qua tổng thể xung quanh. Đấy. Rồi, em có xin báo giá luôn. Đấy, bình thường nó tầm 12 triệu 8 ha. Đấy, cặp này hôm nay em để cho các bác ngay giá đầu năm là 11 triệu 6 ha, là em bao ship. Đấy, 11 triệu 6 bao ship này. Đấy, chỉ bằng cặp bốt CD3 thôi. Nhưng mà các bác trưng cái cặp AV này thì nó vẫn sang trọng hơn. Đấy, chất âm nó cũng nhỉnh hơn ha. Rồi, 11 triệu 6 cặp này các bác này, là em bao ship ha. Rồi và tiếp theo là hai cục đẩy Yamaha. Đấy, dòng này thì em về rất là nhiều các bác, Yamaha BC3500. Đấy, đợt tới em về thêm 6-7 con nữa. Đấy, cực kỳ nhiều dòng này luôn. BC3500 chạy 40 sò ha, cực kỳ khỏe cho các bác đánh những cặp full 40. Đấy, chất tiếng thì cực kỳ hay rồi, những con này đời cao của Yamaha. Đấy, cho nên là chất tiếng rất là sáng ha, và nó khỏe các bác. Rồi, và đây là con số 1 này. Đấy, tất cả là còn đẹp hết. Đây là con số 2 đây. Đấy, hai quan sát hai bên. Size nó mỏng hả các bác ha? Size mỏng nhưng mà máy rất là nặng. Cực kỳ nặng luôn. Bên trong nội thất rất là gấu. Lát em sẽ quay cho các bác xem. Rồi, và đây là nút nguồn này. Hai nút volume 2 cân. Đấy, hai bên đây là hai cái lỗ quạt tản nhiệt ha. Rồi, và em sẽ quay cho các bác xem bên trong nội thất. Đấy, nắp lưng thì cũng có một vài xước nhẹ nhẹ li ti thôi các bác, rất là nhẹ, rất là nhỏ ha. Rồi, và sau đây là bên trong nội thất đây. Rồi, em mở nốt con này luôn. Đây là bên trong nội thất của cả hai con, các bác cùng xem từ bên trên xuống ha, thì nó đẹp như nhau. Đấy, hai con này đẹp như nhau các bác. Nội thất ha, đây là cái nguồn đây. Đấy, tủ lọc ở trong đây các bác này. Đấy, vỉ mặt là còn cực kỳ sáng luôn và tất cả là zin hết. Đấy, dãy sò đây ha. Ở trên 10 con các bác này, ở dưới 10 con nữa. Nó có hai lớp ha, lớp trên lớp dưới. Tổng cộng bên đây 20 này và bên đây 20 con nữa là 40 sò than ha. Đấy, bên đây cũng vậy, 40 sò than. Máy rất nặng các bác này. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem ở phía sau. Đây, hai con này thì các bác chơi full 40 cực kỳ căng rồi. Full Nhật hay là full Mỹ thì các bác chơi thoải mái. Đây, 40 cực kỳ căng. Rồi, em sẽ quay nốt cái con này luôn. Rồi, đây là phía sau của hai con đây. Đây, con số 1 này. Đường vào là 6 ly hoặc là Canon. Đấy, bên B, bên A các bác này. Đấy, nhiều bác vẫn chưa biết cắm cái này ha. Đấy, các bác bên A này, bên B này, các bác cắm mỗi bên một đường thôi. Đấy, nhiều bác cắm hai đường A là hát con bên này các bác. Các bác phải cắm bên B một cái, bên A một cái là đường vào ha, thì nó mới hát hai bên được. Rồi, con này thì điện 100 này. Đấy, hàng nội địa Nhật ha. Công suất tiêu thụ là 450W. Đấy, made in Japan đây. Và cái công suất loa đây này các bác này. Công suất loa đây ha. Tổng công suất đánh đít là 1000W này. Còn các bác đánh CT ấy, thì nó là 500W một cân trên 4 ohm. Đấy. Đấy, chế độ đít này các bác đánh sub ha, đánh sub là đánh hai cái cầu đỏ này. Rồi, và qua tiếp cái con bên đây. Đẹp như nhau các bác. Đấy, vẫn là made in Japan, điện 100V. Đấy, công suất đơn giản như này ha. Rồi, và em có xin báo giá cho các bác luôn, giá đầu năm ha, bình thường nó tầm 7 triệu rưỡi một con. Đấy, nhưng mà hôm nay khai xuân em bán lấy lộc ha. Đấy, mỗi con thì em bán 6 triệu rưỡi các bác. Đấy, là coi như là giảm 1 triệu đồng ha. Đấy, một con là 6 triệu rưỡi. Đấy, mới cuối năm em bán cho 3 bác là 3 con, giá vẫn là 7 triệu rưỡi. Đấy, nhưng mà các bác thông cảm giúp em ha, đây là giá đầu năm, giá khai xuân. Cho nên là em bớt các bác. Rồi, 6 triệu rưỡi một con ha, là em bao ship. Đấy, dòng này các bác lên mạng là tầm 8 triệu rưỡi ha. Đấy, thị trường đang bán là tầm 8 triệu cho tới 8 triệu rưỡi. Rồi, giá đầu năm các bác ha, 6 triệu rưỡi một con em bao ship. Rồi, và cuối cùng là một con Omni Onkyo. Đấy, đây là con A917RV2. Con này thì size to, máy to ha, hầm hố này. Rồi, đây là bát
chép ba lăng đây, volume đây, những đường vào đây. Con này thì còn đẹp lắm, các bác cùng xem mặt mũi này. Đấy, rất đẹp ha. Cái con model 917RV2 này thì thị trường tầm 3,8 triệu ha, 3,6 triệu, 3,8 triệu. Và mà hôm nay em để cho các bác con này 3 triệu đồng thôi. 3 triệu đồng và bao ship ha. Đấy, tất cả những mặt hàng em bán thì em đều bao ship hết cho các bác, để mà các bác khỏi lăn tăn về cái tiền ship. Nhiều bác ở xa cứ sợ tiền ship nó cao ha. Đấy, em bán cái nào là em bao ship cho các bác hết luôn. Rồi, và đây là nguồn này. Đấy, hai tủ độc lớn này. Và đây là 8 sò than. Đấy, chạy 8 sò than ha, sò than nhỏ. Và tất cả là zin tuyệt đối hết. Đấy, zin 100% ha. Đây là bên trong vỉ mặt đây. Rồi, và tiếp theo là phía sau của Ably. Đấy, những đường vào này, CD tuner các bác này. Hai cầu loa đây. Rồi, con này đi 100V ha. Công suất 250W này. Made in Sa Băng. Đấy, với mức công suất này thì các bác chơi những cặp bass 30 của Nhật là vô tư rồi. Và con này các bác dùng để nghe nhạc thôi. Đấy, ghép vào những đôi loa Nhật bass 30 ha. Bass 25, 30 gì đấy là các bác nghe nhạc, nghe bolero. Rất là tuyệt vời ha. Rồi, con này là 3 triệu đồng các bác này. 3 triệu đồng con này là em bao ship ha. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842. Vậy cũng xin chào các bác nhé.